thằng Trung ấy nó tự nguyện đi theo bọn này, chả ai buộc nó cả nhá. Nó nhiều ấy nhở. Mày từng là niềm tự hào của gia đình của mẹ mà bây giờ mẹ đổ đốn như thế này à? Mày có tin tao đập nát mặt mày ra không? À đau à. Em chào chị ạ. Chị ơi, em gửi bộ hồ sơ với cả cái việc mà chị giao cho em cái mảnh đất ở trên Phú Quốc ấy, em lo xong hết rồi. Tất cả đều nằm ở trong này ạ. Tốt lắm. Xin lỗi chị, em nghe điện thoại. Alo mẹ ạ. Vâng, con vừa mới về mẹ ạ. Thế tình hình sức khỏe dạo này của mẹ sao rồi ạ? Thế ạ? Mẹ ơi, thế còn thằng Trung, dạo này việc học hành của nó sao rồi mẹ? Năm nay là cuối cấp, mẹ nhắn nó là phải chú tâm vào học hành. Vâng. Vâng. Như thế là ổn rồi mẹ ạ. Thôi, con đi vào làm việc tiếp đây. Có thời gian rảnh con sẽ về thăm mẹ. Vâng, con chào mẹ. Sao? Lại nhớ mẹ với em rồi phải không? Dạ vâng. Cũng lâu rồi em chưa về nhà. Thằng em năm nay nó thi cuối cấp. Mà đấy, độ tuổi nó cũng là độ tuổi thanh niên rồi. Bây giờ mẹ em già khó quản nó lắm. Thế cho nên là em cũng hơi lo chị ạ. Thế thì sắp xếp công việc để mà về xem em thế nào đi. Vâng ạ. Thôi, chị làm việc tiếp đi. Em ra ngoài làm việc tiếp đây ạ. Mày nghĩ tao có không đấy? Tao thích làm gì kệ tao, mày cứ phải nói nhở. Mày không nghe chứ gì? Này, mày hội cái kiểu gì đấy? Năm cuối rồi đấy, sắp thi đại học rồi. Sao mày cứ suốt ngày chơi bời lêu lổng thế à? Mày có đi học nữa không? Mày cằn nhằn nhiều như mẹ tao ấy nhở? Tao vẫn đi học mà, có đi đâu đâu. Mày có định giấu mẹ mày đến bao giờ nữa? Mày định để con tao định về nhà nữa à? Con này, nó linh ta linh tinh, mình còn nhỏ, làm sao mà nghĩ được nhiều chuyện như thế? Mày khéo lo xa quá. Mẹ với anh mày đặt hết kỳ vọng vào mày đấy. Bây giờ mày thi rớt thì sao? Hai, thằng em. Anh, trường bên kia có vụ mới, hay không? Đi học. Đi chứ anh. Mưa rơi ướt áo ướt quần làm sao mà ướt nổi tinh thần của dân chơi. Đúng. Này. Hả? Mày đi cùng nó đấy à? Mày đi về trước đi. Tao ra đây tí rồi tao về. Thôi mày nghe tao đi. Mẹ mày vừa gọi rồi đấy. Mày đi cùng bọn nó thế này á, kiểu gì cũng thi rớt đấy. Mà này, bộ này không phải hư hỏng, không tra về cái gì hết. Thằng Trung ấy, nó tự nguyện đi theo bọn này, chả ai buộc nó cả nhá. Thôi anh thông cảm, con bạn em nó có biết gì đâu, anh bỏ qua nhá. Này, tao bảo thích ý thì đi theo bọn này nhá, còn không thích thì cút, tao không cấm, hiểu không? Về đi, tao ra đây tí không tao về luôn. Không đi. Mày nói nhiều ấy nhở. Này cẩn thận đấy. Anh Minh về rồi đấy à? Mẹ có nhà không anh? Mày hỏi mẹ làm gì? Mẹ vừa mới đi ra ngoài. Em định xin mẹ tiền đóng học phí, nhưng mà mẹ không có nhà thì thôi. Tao tưởng là mẹ nói với tao tuần trước mày mới đóng học phí cơ mà, sao bây giờ đã lại đóng rồi? Đâu, đấy là học phí môn văn, còn lần này em xin thì học phí là của môn toán. Không có, thầy không cho vào lớp đâu. Bao nhiêu? Dạ, 3 triệu. Cái gì? 3 triệu á? Mày học thêm cái gì mà 3 triệu? Em có biết đâu, thầy bảo thế thì em biết thế. Này, hay là mày nói dối mẹ để mày lấy tiền đi chơi đúng không? Năm nay là năm cuối cấp rồi, mày chú tâm vào học hành cho tao, tao không nhắc nhở nhiều đâu. Anh nói gì linh tinh, em xin tiền là xin tiền đi học thật, anh không tin thì thôi. Còn cứ nói nhiều, tí nữa mẹ về rồi em xin, có sao đâu mà. Mày cứ liệu hồn đấy.
Trung, mày đang làm cái trò gì ấy? Hả? Em kẹt tiền quá. Em mượn tạm anh một ít tiền rồi mấy hôm sau em trả nhá. Mẹ không cho mày tiền. Bây giờ mày dở thói ăn trộm tiền của tao à? Mày từng là niềm tự hào của gia đình, của mẹ, mà bây giờ mẹ đổ đốn như thế này à? Em... anh nói gì lạ đấy? Em chỉ kẹt tiền thôi mà. Em mà không có tiền, chú đánh em chết mất. Bọn nào? Mày ăn trộm tiền của tao mà mày có nói như thế à? Anh nói gì buồn cười đấy. Em có ăn trộm đâu, em chỉ mượn tiền của anh thôi mà. Em mượn rồi mấy ngày nữa em trả. Nhưng mà anh nhớ đừng nói với mẹ đấy. Em chỉ mượn anh vài hôm thôi rồi em trả. Ê Trung, mày đi đâu đấy? Tao có việc gấp, chuyển sau nhá. Này, Trung vừa chạy ngang qua. Anh Minh, anh về bao giờ thế ạ? Anh về từ mấy ngày hôm nay rồi. Tuy nhiên hôm nay anh thấy đồ đạc ở trong nhà bị lục tung. Em vừa nói chuyện với thằng Trung à? Nó có nói đi đâu không? Em không biết ạ. Nhưng mà em thấy mặt nó cảm giác như làm việc gì tội lỗi lắm ấy. Cái thằng này. Chị Bi. Chị ạ. Sao chị lại ở đây ạ? À, chị tiện đường nên là ngang qua mượn mấy quyển sách về đọc ấy mà. Nhân tiện có chị ở đây, chị giúp em một việc được không ạ? Có chuyện gì sao? Kể chị nghe đi. Em thấy mấy cái thằng 2 lên 3 ấy, dạo này hay rủ dê chung đi chơi lắm. Không biết có chuyện gì không nữa. Đi cùng mấy cái đứa đu đa đu đẩn như thế, nghiện ngập mà có khi ấy, ngấm vào máu rồi đấy. Vâng. Hôm nay em thấy đồ đạc bị lục lọi, nó còn ăn cắp tiền của mẹ nữa. Em không biết là nó đang định làm gì chị ạ. Chị ơi, hay là chị đi cùng em tìm nó đi. Chứ bây giờ em lo quá, mà nó cũng sắp thi rồi. Thôi được rồi, để chị đi cùng. Anh chị cho em đi với ạ. Thế em đi cùng anh chị luôn. Chị ơi, tìm mãi mà không thấy nó đâu chị ạ. Chắc là mấy cái bọn già đầu trong khu phố dắt nó đi rồi. Thôi được rồi, hay là mày tìm hướng này, để chị tìm hướng này. Thế nào mà chả tìm được nó. Vâng, thế chị tìm giúp em nhé. Con bé này đi theo chị, đi. Ui giời ơi nữa. Ê đại ca, con bé này trông lạ nhỉ. Con này chưa đến chỗ mình, nhìn lạ thật đấy. Nhưng mà con đi bên cạnh, hình như là bạn của Trung như vậy. Thôi kệ đi. Nhưng mà hai đứa đều ngon cả mà. Thôi cứ giao cho anh, kiểu gì kiểu gạo hay ra cám. Trả đi. Đi. Ê, các cô em ra đi đâu mình lại? Ở kìa cô em, đại ca anh hỏi thì trả lời đi chứ. Lịch sự tí đi. Tránh ra. Ê, được. Anh ảnh thích mấy cô gái mạnh bạo kiểu như này ấy. Chứ dăm ba con tiểu thư vẫn bèo này thì anh không khoái. Tao cảnh cáo chúng mày lần thứ hai, tránh xa ra. Này cô em, làm gì mà căng thế? Cô em có biết đại ca của anh là ai không? Đại ca của anh ấy là đầu sỏ của cái đất này. Đứa nào mà không nghe lời đại ca của anh ấy chỉ có nước chết thôi, hiểu chưa cô em? À, hóa ra chúng mày là đầu sỏ ở đây à? Ừ, là đầu sỏ ở đây. Không những đầu sỏ mà còn trẻ, khỏe, vừa miếng với cô em lắm đấy. Ra là đầu sỏ trong khu phố này. Chúng mày là ai mà tự nhận mình là đầu sỏ thế? Hả? Tự hỏi chúng mày chỉ biết ăn chơi lêu lổng rồi là dụ dỗ con nhà người ta ấy. Chúng mày có thấy chúng mày thất đức không à? Cái gì? Cô em nói ai thất đức đấy hả? Chứ còn ai nữa? Ta bảo chúng mày đấy, chỉ biết yêu dụ dỗ con nhà lành, xong rồi làm những trò như thế thì không phải là thất đức thì là gì? Này cô em, cô em đừng tưởng đại ca của anh thích cô em mà thích nói gì là nói nhá. Mày có tin tao đập nát mặt mày ra không? À, đâu, à. Ai cho mày đập nát em của tao? Mày, xử nó. Mày sợ à? Dừng tay. Nếu mà mày muốn động đến chị của tao ấy thì bước qua sát tao đi, cả mày nữa. Bước qua sát mày? Mày nghĩ mày là ai? Tao nói cho cái thằng mồm đầy lông nhà mày biết nhé.
Mày đừng tưởng mày là đệ của Linh Lông mà tao sợ. Về cạo hết lông đi, rồi đến đây đánh ai thì đánh. Mà mày không muốn mất xác ấy thì đừng động đến chị của tao. Chị Bi đấy, chị đại của tao đấy. Chị Bi, chị Bi được chuyển huyết á? Này, cỡ như chị Bi không bao giờ đến cái chỗ khỉ ho có gái, đúng không? Chuẩn luôn đấy, đừng có ăn nói lộn xộn ở đây. Này, nếu mà không muốn mất xác ấy thì đừng động đến chị của tao. Tao khuyên thật đấy. Chà, đến mua chị Bi đấy ạ. Còn đây là anh trai em, anh Bi của ta. Chết cha rồi. Anh Minh Coca. Em chào chị Bi ạ. Có cái gì sai sót mong chị Bi bỏ qua cho. Gáy đi. Gáy nữa đi. Gáy to lên tao nghe xem nào. Thôi bọn em không dám đâu. Không dám đâu. Tao nói cho chúng mày biết nhá. Tao và Giang Hồ đã lâu nhưng mà chưa bao giờ tao làm chuyện thất đức hay là dụ dỗ chúng nó vào con đường tội lỗi đâu. Này, chúng mày tưởng làm như thế là anh hùng lắm à? Có mà anh hùng rơm ấy. Vâng ạ. Chị dạy trí phải ạ. Bọn em từ giờ bọn em sẽ không manh động nữa. Bọn em sẽ tư trí làm ăn. Vậy, 2, 3. Tư trí làm ăn. Chị ơi, bọn em tư trí rồi. Tao cảnh cáo chúng mày lần cuối. Từ bây giờ nhá, chúng mày đừng bao giờ rủ dê thằng em tao trốn học đi chơi cùng chúng mày. Đó là em tao. Đó phải học. Phải học đàng hoàng. Mày nghe chưa? Này, em anh Minh đấy, nghe chưa? Vâng ạ, bọn em nghe rồi ạ. Anh chị tha cho bọn em nhé. À này, lúc nãy chúng mày gáy to lắm. Chúng mày muốn làm gà đúng không? Thôi được rồi. Thế bây giờ ấy, thì vỗ cánh bay về chuồng đi. À quên mất, cho tao gửi lời hỏi thăm đến chị Đại Linh Lông nhà mày nhá. Vâng ạ. Cúc tắc. Trung, mày thấy hay ho chưa? Mày từng là niềm tự hào của tao. Thế mà bây giờ mày ăn chơi lêu lỏng, mày bỏ nhà, bỏ học để mày đi theo chúng nó à? Nếu mà hôm nay tao không về chặn đứng cái việc này lại thì mày còn định sa đọa đến mức nào nữa? Em xin lỗi, tại em ham chơi nên... Này, chú mày còn nhỏ tuổi, chưa đủ kinh nghiệm và từng trải để làm giang hồ đâu. Vì thế, mày nên tu trí, học hành tử tế đi. Đừng để anh và mẹ ở nhà phải lo lắng nữa. Dạ, em biết rồi ạ. Em xin lỗi anh chị vì đã để anh chị lo lắng. Uyên, tôi xin lỗi cậu. Bây giờ ấy, thì về xin lỗi mẹ đi. Hứa với mẹ là từ bây giờ sẽ nghiêm túc học hành, không chơi bời lêu lổng nữa. Nếu mà còn tái phạm ấy, thì tao với cả chị Vi sẽ về đây dạy mày một bài học đấy. Mày biết chưa? Dạ, em biết rồi ạ. Thôi, chúng ta đi thôi.